Trời ơi, tôi tưởng đâu là tôi đã uổng phí 1 triệu bạc để mua cái trái hồng sô-cô-la này rồi chứ. Ai dè, ba mẹ tôi kêu ngon. Xong rồi tôi lên trên mạng, tôi coi cái cách ăn chính xác hơn. Thì người ta chỉ là ăn với sữa đặc với đá rồi kia dầm vô. Xong cái tôi dầm vô, cái tôi cho ba mẹ tôi ăn. Xong rồi ba mẹ tôi ghiền luôn. Trời ơi, ba mẹ khen ngon quá trời luôn. Tôi thấy ăn hết láng luôn. Đó, cho nên là tôi mua thêm về, cái này là tôi mua thêm nha. Chứ không phải là trong cái đống hôm trước là ba mẹ ăn hết rồi. Đây, bữa nay tôi mua thêm 1 ký nữa. Đó, trái này được có một trái này bự lắm mấy bà. Trái này bự mà xanh hơn mấy trái đợt trước nha. Nó không có bị quá bụng giống như mấy trái đợt trước nè. Wow. Thì ở trong thì nó y chang đợt trước à, mà tôi cảm giác như là nó nâu hơn. Nó không có đen thui bằng đợt trước. Nè mấy bà coi nè. Trời ơi. À, trái này nó không có bụng bằng cho nên là cái vỏ mình vẫn cào ra được. Ăn không có bỏ sót gì hết trơn, nó mắc điếng mà bỏ cũng chết. Đó, tôi sẽ bỏ cái hộp phía trước. Gì bỏ trong cái muỗng này bỏ hoài không ra nè. Đặt gì đặt dữ vậy trời. Đặt thì nó đặt như sô-cô-la đó. Sô-cô-la nó dẻo nó dính dữ vậy đó. Đã vậy bữa nay ngựa bà dán cái móng giả vô nữa. Nè bữa nay tôi ngựa bà tôi dán cái móng giả rồi bà thấy không. Tại vì cái móng không có thời gian đi làm nail. Xong cái móng nail á, nail cũ á nó dài. Nó dài ra hơn một nửa luôn, nhìn nó bá dơ quá. Cho nên là tôi lấy cái móng giả mà đợt tôi khui hàng bơm á, tôi dán vô để lên hình cho nó lịch sự. Uổng quá vậy ta. Nó là lợi y chang như lúc đầu à. Nhưng mà uổng quá. Ăn không lạc nhất nhưng mà ba mẹ tôi thích hay thiệt. Hèn chi hở mấy cái món mà tôi đem về á, chè này kia tôi mua về đó nó ngọt ngay. Ba mẹ không thích ăn. Đó, bỏ sữa đặc vô nha. Tính ra nếu bỏ sữa đặc ăn dầm đá rồi kia là y chang bơ mấy bà. Nè. Thêm xíu nữa cho nó ngọt nha, tôi thích ăn ngọt. Tại vì lát nữa mình bỏ đá nữa đó, nó ngọt vậy là vừa. Wow. Giống như là cacao và mà đá đường vậy đó. Nè. Xong rồi thấy thấy nó ăn ngon dữ vậy. Ngon quá. Tự nhiên bỏ sữa vô lại nghe ra mùi sô-cô-la ta. Nghe mùi sô-cô-la, nghe mùi sữa ngọt, mát lạnh tê tái hả. Ui, dầm với sữa nó lại ngon hơn bơ nhiều. Nó dậy cái mùi lắm. Hàng chi ba mẹ ghiền là đúng rồi. Ủa ngon quá vậy hả. Nó không có bị quá béo ngậy giống như là bơ. Nó kiểu thanh thanh vừa vừa thơm. Mình nghe cái mùi thơm không phải là mùi thơm của sữa không nha, mà nghe cái mùi của cái trái hồng này nó dậy lên. Không phải là cái kiểu mà lạc lạc xong bỏ vô sữa thì chỉ có vị sữa. Không, nó có vị hồng. Nó có vị sô-cô-la nữa. Ảo gì ta. Ảo gì hả? Sao ảo ma quá hả. Ngọt ngọt béo béo. Mịn mịn. Ôi. Ôi ngon quá. Nhìn tưởng đâu là sẽ ngán đúng không? Không bị ngán. Cái hộp của nó đó, cái lớp ngoài cái hộp á, sụt sụt sụt. Trời ơi, những miếng cuối cùng mấy bà ơi. Tôi sẽ đem lên sân thượng tôi trồng. Nè. Nó lên mầm rồi nè. Không biết ăn cái này mát không hả? Mát chứ, cái này dinh dưỡng cao, nói chung là cái này bổ lắm, bổ và mát lắm. Ăn cái miệng dính tùm lum vậy. Dính đâu dính trời. Ôi mơ. Ôi béo, thơm. Thơm quá. Thơm giống cái nhãn.
ngon quá. Rồi. Cho một miếng. Ui ngon lắm mọi người. Dầm sữa. Quá tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời luôn, không phải là ngon bình thường nữa. Là một cái sự ngon dữ dằn, một cái sự ngon ấy lắm. Từ từ. Từ từ.